mình ăn chay á, đội phẩm về cái sắc xanh của chứ mình nhổ cỏ, cỏ chết này cũng không phải sắc xanh hay sao. Tứ đại đất nước rõ lửa là trả đất cho đất nước rõ lửa thôi. Thật ra thì pháp thì không mạc, chân lý là chân lý, pháp thì vẫn còn pháp, pháp không có mạc. Dạ mến chào cả nhà, thì hôm nay là đi trên đường thì Thảo gặp được vị sư là đang đi khất thực. Cũng có là trợ duyên nhưng mà sư không có nhận đồng ngân bà con cô bác. Thì theo được biết là hình như là sư này là đang đi khất thực là cũng như là theo bên phái Nam Tông, là vẫn còn chay mặn. Cũng giống như là Đức Phật ngày xưa là khi mà Phật tử cúng dường đó thì chay mặn thì Đức Phật đều nhận hết thưa quý bà con. Thì bây giờ thì cũng ít có gặp cái trường hợp mà các vị sư, nhà sư mà đi ở ngoài đường đi khất thực như thế này. Dạ, con chào sư. Dạ, con chào sư. Ừ, mời, sư ơi, sư mời vô mát đi. Vô trong mát đi sư. À, sư cũng không có tiền tài gì hết. Xong chỉ có để mình quá duyên đó sư. À, đúng rồi. À. Nó sư sống xong rồi sẽ ăn xong rồi cái tâm y nhất bác, xong rồi cái trong này nó có cái y. Y là bộ đồ đó. Tức là bộ tam của nó. Tam y nhất mát. Đây là một cái đây. Như là cái này là hai. Cái này nữa là ba. Tam y nhất mát một tọ cụ. À. Đời sống của sư chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chắc xong rồi cái giấy tờ thôi. Giấy tờ. Sư có một cái giọng chứ không phải người miền Nam miền Tây hết sư. Đúng rồi, sư là người Phan Rang á. Phan Rang. Sư cũng là người dân tộc thôi. Trăm. Này xong rồi cái này nè. Ngủ cũng bao nhiêu đó thôi đó, nó vậy đó. Thường thường sư nếu mà ban đêm sư đi ban đêm rồi sư ngủ ở đâu? Hả? Ngủ ngoài đường như vậy đó chứ. Thì ban đêm nếu mà đi tối thì sư cứ gặp ở đâu rồi sư ghé chỗ đó. Ghé đó xong rồi sư ngồi cái chỗ nào đó sư thấy nó vắng vắng người á. Để ngồi hành thiền hành gì xong rồi ngồi đó để mà ngủ qua đêm. Rồi lấy y phủ lên thôi, chẳng không có mụn hết đó nhẹ đó. Như vậy xong rồi cái lấy như vậy này, xong rồi cái này mình phủ lên đầu. Còn cái nữa lạnh nó đắp lên. Nếu mà trời mưa thì mình lấy cái này á. Cái mình phủ lên. Xong rồi mình ngồi trầm hổm. Thì nước nó chảy rồi sao? Yeah. Đương nhiên mình ngồi hóm thôi. Tại vì nói chung ra là tùy cơ mà ứng biến ha. Tùy theo cảnh. Nói chung là cái hạnh của sư thì đi sống lại sư thấy sư có một cái sư là người dân tộc Chăm. Mà sư có thấy ngộ chân lý của đạo Phật. Yeah. Sư là có mình đạo là người dân tộc Chăm nhưng mà mình ngộ chân lý của đạo Phật. Sư là có cái đạo riêng của sư. Yeah. Đạo của sư là gọi là đạo Bà Ni. Đạo Bà Ni. Biết không? Yeah. Đạo Bà Ni mà nó có thầy trang ấy. Nó có thầy trang mà có trùm cái khăn trên đầu này, con này quấn con đầu đỏ đó. Đấy, sư cũng có đạo riêng. Nhưng mà sư cũng không biết nhân duyên gì khi mình có người con người ta thì theo sư vào đạo thì không phải là đạo nào dù người Thượng, Khmer, Ê Đê, dân tộc ở trên núi cho nó bất cứ vị nào nhưng mà nó cũng có nhiều đời nhiều kiếp, tức là sanh vào cái nơi đó là do cái kiếp trước mình là cái nhân quả mình khổ, mình do mình tham đắm xuyên mình sanh vào cái nơi không có Phật giáo, nhưng mà cũng nhờ do cái nhân duyên cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp vị sư cũng có ngộ được mà được chánh pháp. Sư thấy được chân lý của Phật giáo thì bây giờ nó đã là suy tồn. Mà sư đọc trong kinh á, đọc trong kinh sư thấy là Phật giáo nó mạt pháp á từ 1000 gì trước đến là 1566 năm nay là nó mạt pháp. Tức là trong kinh nó nói thôi. Nhưng mà thật ra thì pháp thì không mạc, chân lý là chân lý, pháp thì vẫn còn pháp, pháp không có mạc. Mạc là do tự mình
tự mình làm, tự nó mà. Dạ. Nó là như vậy. Chứ thật ra là pháp thì đây là như sư hành pháp rồi sư mới thấy rõ ràng pháp là nó là như vậy. Chân lý pháp thì sư hành sư mới thấy pháp rõ ràng, không bao giờ mặc pháp. Thì có người nó mặc pháp thì nó thấy là nó quyết kinh ra đời mặc pháp thì nó biển lũng để có cái mình mà hưởng thụ dục lạc này kia nọ, để thăm đắm suy mê vật chất này kia nọ, để mà lách cái lục ra nói là mặc pháp. Chứ pháp không bao giờ mặc, như sư nếu mà pháp mặc làm sao mà sư đi hành được. Yeah. Theo như quý vị vậy có phải không? Yeah. Ha. Nếu mà chân lý Phật giáo thì sư cũng không học bao nhiêu. Phật giáo thì cũng cần học. Ngộ thì tự tánh. Nó là như vậy đó. Phật giáo không có gì mà cao siêu. Mục đích của Phật giáo là người tu tại gia hoặc là tu tại chùa, là chỉ có mục đích của nó là chỉ có biết được chân tâm mình, biết được rõ cái nào đúng cái nào sai. Trong bát chánh đạo gọi là chánh kiến, rồi suy nghĩ cho kỹ, tư duy cho kỹ, đúng hay sai. Nhiều kinh kệ mình đọc như thế nào mình thấy nó ở trong mình thế này, mình cảm thấy là nó sai thì mình biết sai, nó đúng mình biết đúng, chứ mình theo kinh là sai, mình theo kinh chứ chắc mà kinh nó nói là đúng. Điều bây giờ là tam sao thất bản, kinh kệ thì có người thì nó có trí tuệ thì nó thêm vô, có người thì nó thấy nó khó quá thì nó lại bỏ đi, phải vậy không quý vị có thấy không? Yeah. Thì xưa nay cũng có quý vị có hay đi hay quay Phật pháp không? Có nhiều phải không? Thì chân lý thật sự của nó Phật giáo nó đơn giản lắm, không có gì mà khó đâu, chỉ có buông bỏ. Yeah. Bỏ tất cả. Buông bỏ. Thì cái nguồn gốc của nó là Thái tử Tất Đạt Đa, cũng là buông bỏ. Có phải không? Yeah, Thái tử Tất Đạt Đa thì ngài thì nói chung ra thì so cái sự buông bỏ của mình á, không bằng một chút hạt cát trong móng tay mình đâu. Mà người ta buông bỏ như thế người ta mới hành trì khổ hạnh, là mới là thành đạo quả, thành Phật cái nó. Còn mình á không có buông bỏ, nhưng mà biển lũng, nói là thời đại bây giờ rồi làm sao mà lại tu mà khổ như vậy. Hồi trước kia Phật á là không có thức ăn này kia nọ cũng có, mà thời Phật là nhiều đời nhiều kiếp cũng có, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thời nào cũng như thời nãy vậy. Đặc biệt cho quý vị, trong tâm quý vị có thời không? Có thời nào không? Thời là theo vật chất thôi. Thật ra trong tâm quý vị, bản thể của quý vị, cái tánh của nó làm gì có thời. Có phải vậy không? Nói mà sao nó khô khổ quá. Quý vị có nước trắng không? Sư uống nước trắng thôi, chứ không bao giờ là sư không có uống nước gì hết á. Thành vẫn là mùi kè kè nước trắng. Chỉ có uống nước trắng thôi. Sư cái hành pháp này là sư đi theo sư thấy lúc mà hồi trước kia sư đi đây, sư đi tu đây cũng là cả hệ phái bên đại thờ và tiểu thờ, và sư đi qua cái hai cái hệ phái đó. Mà cái hệ phái sa tu cái sư là sư ngộ ra là cái chân lý, là mục đích của nó chỉ có buông bỏ bất cứ tu môn pháp nào, dù cái hành thiền nào, tứ niệm xứ hay là bát chánh đạo hay tứ chánh căn, cái gì cái, hoặc là ví dụ cái thiền bên Nam Tông thì gọi là thiền Vipassana, còn cái sự bên mình sư là bên hệ phái Nam Tông, sư theo là nói theo bên Nam Tông thôi, còn bên đại thừa đó là việc của người ta, sư không có liên quan. Nhưng mà tu thì mà sư cũng không nói, nếu mà mình nói với người ta thì mình không phải là người tu. Mà nói, nếu mà nói
bản thân mình nói ra mình tu như thế nào thế kia thì mình cũng là khoe khoang. Bây giờ như thế này, quý vị thấy như sao quý vị hay như vậy thôi. Rồi còn quý vị muốn hỏi cái gì sư trả lời theo, nói sư biết cái gì trả lời cái đấy. Vậy thôi, chứ sư không có nói nhiều. Sư tức là cái hôm nay sư đi đến đây là khoảng bao lâu rồi? Hồi sáng á, là sư ở bên núi Ung Két á. Biết núi Ung Két không? Dạ biết. À, núi Ung Két xong rồi sư đi khất thực. Khất thực xong rồi sư ăn, sư đi dài tới đây. Tức là cái khởi đầu từ cái điểm khởi đầu là từ cái tỉnh Phan Rang của sư luôn hay gì? À không phải. Nếu mà tỉnh Phan Rang của sư rồi sư đi hơi lâu từ cách hôm Tết tới qua. Mà nói chung là sư đi nhiều nữa lắm. À, hôm chưa Tết đấy. Qua Tết xong rồi chưa đi Đà Lạt xong rồi chưa vòng rồi đi tới. Sư đi bộ như vậy không? Chưa có đi xe không? Có, nhưng mà có chẳng khoảng là ví dụ là cái Phật tử nó có tâm với mình ấy, có nhân duyên ấy. Thì nó qua giang, thì nó cho qua giang thì mình đi thôi, chứ mình cũng không cầu, cũng không có xin. Tức là mình sống cái hạnh của mình là sống là hồn nhiên, không tự nhiên, tự tại. À, đi cách thực ăn buổi sáng, cái uống nước gì, ăn nước gì được hết à. Xong rồi cái chỉ có uống nước này thôi. Tới cái kỳ nữa mới uống nước có màu. Nước có màu cả, nước trà cũng vậy. Nhưng mà từ đây trở đi thì từ hồi sáng ăn xong 10 giờ rưỡi rồi sư thọ thật rồi. Thọ tên đến coi như là tới cái chưa 10 rưỡi nữa sư mới thọ nữa. Và nói chung ra cái cây cử của nó tới ăn thì tới thọ dụng thì sư mới dùng nước màu. Còn cái là xong rồi chỉ nước trắng đến cái trước cái kỳ nữa nó như vậy. Thì hành pháp thì sư đi khắc thực xong rồi giao duyên tiền tài sư không có, điện thoại điện gì nói chung ra đẹp không có gì hết á. Rồi vị nào cúng cái gì thì sư dùng cái nấy, cũng không chay cũng không mặn. Sư chia sẻ là trong người sư lúc nào cũng là không có để tiền vô hay sao? Đấy, rồi tại vì sư hành pháp như vậy mà. Dạ sư ơi, cho con hỏi thì hồi nãy giờ cũng trò chuyện cũng lâu, cho hỏi là pháp danh mình là gì, cũng như là ngày xưa là cái cơ duyên nào mà mình phát tâm mà mình đi hành đạo tới bây giờ, và cái thời gian tới bây giờ là bao nhiêu năm hả sư? Sư là pháp danh Phước Đông. Dạ. Hồi xưa kia sư là người dân tộc Chăm. Dạ. Quê hương của sư ở Ninh Thuận á. Ninh Thuận. Thằng Rang á. Ra một tiếng á. Mà sư thì làm cái nghề đi bán thuốc nam á. Bán thuốc nam, bán thuốc đi bán tỉnh này tỉnh kia. Nhưng mà sau này rồi cái không biết làm sao mà tự nhiên thì nó lại ngổ. Nghĩ là cuộc đời nó chán quá, không có cái gì hết. Xong rồi đi làm lu bu rồi lăng ban rồi làm rồi cho con cho cái rồi cái mình ở trước kia rồi mẹ mình nó đâu có cho mình cái gì đâu mà mình cũng xong rồi cái mình làm cho con cho cái mắc mới gì mình thấy vậy tự nhiên cái con thì nó sinh ra thì nó tự nó làm nó được, nhưng mà mình làm được cái gì cho nó thì nó hưởng được bao nhiêu hay bao nhiêu. Yeah. Tới chừng mình nghĩ mình ngủ đó là thấy nó khổ, nó trói buộc, nó ràng buộc mình, nó làm cho vật chất thế gian này ràng buộc mình, xong rồi bỏ đi tu thời gian đi vào bên đại thờ. Rồi vào thì đến đó thì cũng tụng kinh trì chú rồi làm việc công quả này cho nó, cứ thấy nó không có đúng, đầu nó cứ đau hoài. Xong rồi một thời gian nào sư thấy nhà sư bỏ. Sư bỏ rồi sư đi vào bên hệ phái Nam Tông. Thì Ma Tâm Tông thì chúng cũng chưa đâu. Cũng xong rồi sư thấy sư cũng làm ăn rồi cũng đi bát rồi cũng đi kiếm tiền cái nó cũng sống cũng có tiền cái nó. Mà sư cảm thấy ủa sao cái này mình đi lúc đó mình ngộ mình đi coi là Phật giáo là đâu có phải như vậy đâu. Đâu có mà ở chùa chiền rồi đi khất thực mà có tiền tài thì nó sai sai chân lý. Nó không có đúng về chân lý của Phật pháp. Cái nguyên thủy hồ sơ kia. Cho nên sư mới ngộ ra là có một lúc mà sư đi một cái cốc của Vinh Đệ. Sư ở đó 3 tháng.
mà lúc trước ngồi thiền xong rồi nó có gục nhẹ xong rồi sức thức lên và tự nhiên có một cái sự cái tuệ, gọi là cái tuệ đó, cái tuệ giải thoát của mình ấy phát ra, nó sáng, nó cách giảng pháp mà sư tuy đi ra rồi sư đi hành pháp sau này rồi, nếu mà mình đi như thế này là đặc biệt mình có tiền rồi, có điện thoại thì nó vướng vào gì làm cho mình coi như là không có thấy được cái tâm mình nó còn mất bất an. Yeah. Rồi nếu mình đi ở có cây gì là mình cầm điện thoại rồi đợi mà hết pin thì mình sạc ở đâu, rồi mình tư nhiều lắm, rồi thấy đặc biệt có tiền tài thì những cái cướp trộm được cái nọ nữa ha. Rồi mình tư duy ra thấy nó vướng bận cho mình. Yeah. Trói buộc mình, nó làm cho mình coi như là không có thông suốt được pháp. Xong rồi mình thấy vậy, tất cả cái gì cái này nó vướng hết, tất cả cái gì đẹp bỡ nhà là sẽ buông bỏ hết tất cả cái này rồi sẽ đi hành pháp, mình thấy nó thông thả, nó thư thái, nó không có vướng mắc. Nói chung ra thì cái này là nói ra thì chỉ có là sư biết thôi. Dạ, cái này là quý vị không biết đó, nó gọi là nó không có vướng cái gì, cũng không có liên quan cái gì hết. Dần dần rồi sẽ đi hành đây cũng sư thọ giới thiệt khu á, là năm 2000 đó, năm nay năm 2002 thì nó chắc cũng tầm 2 năm tròn thôi, cho nó vậy thôi. Yeah. Tại vì năm 2000 nó mới vô, mình nó mới vô cũng sắp thăng 11, 12 rồi ha. Yeah. Nó cũng gần, hình như cũng 3 năm, gần 3 năm rồi. Nhưng mà lúc đó thì sư cũng còn điện thoại rồi đi dép rồi còn cái ấy, mà sư trước kia đắp cái y màu vàng cái cơ. Xong rồi mình đi riết mình cảm thấy cái y màu vàng đó nó vẫn còn, mà nó vẫn còn lôi mình vào chùa. Nó lôi mình vào chùa, tại vì mình có cái vinh đĩa rồi, mình còn mình ghé vô chùa mình ngủ này cái nọ, mình còn ấy được ha. Xong rồi cái mình nói mình cái hạnh thế này á đã bỏ hết rồi, mình phải bỏ luôn cái y này luôn. Tại sư đọc qua cái kinh mà nó Thanh Tịnh Đạo đó, nó có cái 13 hành đồ đà, là cái y này gọi là cái y thân tạo này, y bá nạp đó, quý vị có biết phải không? Xong rồi cái nhà sư đi lụm mấy cái giải ở đâu, ở Rome rác rồi ở đâu cái bãi rác mà vậy, rồi sư may rồi sư giá lại thành nhau như vậy. Xong rồi cái đó là mục đích đó, để cho sư ly tham được cái y, rồi không có vướng mắc gì Phật tử cúng dường y. Thứ nhất đó là của sư. Còn cái thứ hai sư nghĩ nữa là đỡ cho một phần cho Phật tử là được tiền cúng dường cái y. Đấy, còn sư nghĩ nữa là sau nữa là thấy mấy cái vị thầy, vị sư này cái nọ là đắp cái y mà nhiều khi mong cầu cái y mới, y cũ là nó còn vướng mắc. Rồi xong rồi cái nhiều khi y cũng mới kít là cũng đem bỏ rồi bỏ sơ bỏ sắc phí lắm. Một cái y sư cho nó bèo lắm, mà nếu mà y tốt là đâu 1,000,000 nữa, mà bèo lắm 500, mà nhiều khi đắp cái bỏ phí sư thấy phí là lãng phí lắm. Do đó là sư mới là tri túc để cho nó bớt được cái sự của đàn na tinh khí ba gia ba tánh, sự cái cúng dường đó nó chơi nhường một chút xíu. Nhưng giống xong là cái ăn một ngày một bữa, ta cho gì ăn nấy thì nó cũng đỡ, ăn hai ba bữa nó cũng dậy, đó là như vậy đó. Chứ không có gọi là mình sư cũng không mong cầu, cũng không ham hương phô với ai hết. Ai nói cái gì đi gặp kinh để nói pháp này vậy đó thôi, tôi như vậy thôi. Thôi quý vị muốn làm gì làm, nói đời này tại sao hành như vậy, thời Phật là như kia, thời nó như kia. Ồ bây giờ ông hành như vậy thấy cực khổ quá, đời bây giờ mà sao y Phật tử thiếu gì cúng dường. Bởi như vậy nè, mình cần thấy cái y ta cúng dường nhiều đấy, mình mới thấy như vậy là phí phá quá, mình mới tri túc lại thôi. Yeah. Cái đấy là cái sự tri túc của sư làm cái y. Còn cái ăn uống của sư thì nó cũng là tri túc, ăn một bữa rồi xong thì thật thực là ta cúng là gì ăn vậy thôi, xong đạm bạc như vậy, ở bụi ở bờ ở nhà hoang đất trống này kia nọ, xong rồi cái lấy cái hành của sư ấy, bao nhiêu đó bác này mấy cái đồ ấy thôi này, chẳng không có gì nha, thăng long thôi, đơn giản thôi, không có gì hết. Vậy là mình chỉ gặp cái bác kìa, tới cái giờ cơm đó thì bà con cho cái gì mình nhận cái đấy ha. Mình cứ đi sáng mai á, mình đi
sáng mai mình đi xong rồi cái mình ốm bắt mình đi ngoài đường á, là cho mình lấy vừa đủ ăn là mình không lấy được. Đúng rồi, đủ vừa ăn thôi. Yeah. Chứ nhiều thì nó dư ra để làm gì. Dạ. Yeah. Rồi trong cái quá trình là mình cái này gọi là đi khắc thực hay là gọi như thế nào cho nó đúng sư, hay là đi cái đó là cũng là đi khắc thực đấy. Đi khắc thực hóa duyên cho ba gia ba tánh coi như đi hóa duyên cho. Nhưng mà cái này nếu mà theo ra là chân lý của nhà Phật nó gọi là cái nguyên thủy, cái thời xưa là Phật đi theo sao là sư đi theo yên, còn sau này cái nó thành Phật thành gì rồi sư cũng không biết, cái đó là việc của gì cái tâm linh. Nhưng mà thấy hồi trước kia Phật đi như vậy là sư cũng hành theo y như vậy, mà chân lý trong kinh Phật dạy là nó là như vậy. Người xuất gia buông bỏ hết, chỉ có tam y nhất bát đi khắc thực, xong rồi vào rừng nhà hoang đất trống ở nghị địa giống như sư hành vậy, là con đường chánh pháp. Còn các vị thầy vị sư làm như thế nào đó là việc của quý vị đấy. Đây là việc của sư, là sư hành như thế đó là việc của sư, chứ sư không có nói gì đến ai. Nếu mà nói đến người ta thì mình va chạm người ta. Dù ai làm cái gì, ai nói thằng nói thánh nói gì nè, mà mặc kệ, không biết, không liên quan đến sư. Nhưng mà sư đi á là ta cúng tiền cúng tài này cái nói đúng như là cái gì sư không nhận, nói chung ra như vậy, chỉ có nhận đồ ăn xong rồi để cho con mình nó thư thả, nó rỗng rãi, nó thư thái, nó khỏe khoang, không lo âu gì cướp gì trộm, không lo tiền tài đi mua cái này mua kia. Trong đó nó có cái sự ham muốn dục lạc, mà cái này á bỏ tiền á không phải là ai sư bỏ tiền ha, mà sư thấy tự một lúc nó sư cầm ở tiền á, mà cầm ở tiền sư đi mua sữa, mà sữa Long Thành ấy. Sư cảm thấy ủa sao mấy cái kia mà sao mình ngay sư mình tưởng như mình cầm cái tiền mình mua cái sữa, cái nó có một cái sự là cái tiền này á nó xúi mình mua cái thức ăn ngon, cái sự dục lạc làm sư lúc đó sư thấy rõ cái chân lý của nó, gọi là nó bị do cái tiền này, bất cứ do việc gì đó gọi là sư thấy một cái sự tiền đó nó có một động lực, nó mạnh, nó đẩy sư vậy, sư cảm thấy vậy xong rồi tức bỏ tiền. Sư mới thấy là cái tiền này nè nó mới làm cho người ta nó mê mũi theo dục lạc này, si mê đắm đuối ăn uống này kia nó vân vân, là cũng là do tiền hết tất cả. Nhưng mà nó có cái trạng thái gọi là trạng thái dục lạc đó là ai biết, ai thấy cái chỗ đó ai mới bỏ được, chứ không thấy thì tôi cũng vậy hè, nói chung ra nó cũng vậy. Tức là cái đồng tiền nó điều khiển mình và còn sư thì không có nhận bất cứ gì cả, như cái tâm hồn mình nó sẽ thoải mái và đi thì bà con cho cái gì thì nhận cái đó. Đúng rồi. Và thấy nó thoải mái lắm, nói chung ra nó cái này thì cái sự thoải mái, cái sự hì lạc quan hệ này, cái sự gọi là cái sự hồn nhiên. Nó là như vậy đó. Thường thường Phật giáo người ta gọi là như thị á, cái chữ này khi cái sự sống hồn nhiên này là không ai mà thấy được đâu, không phải là người nào thấy được đâu đó. Thì người nào thấy được thì sống trong hồn nhiên, mà sống tiền tài vật chất này kia nó là mình bỏ hết tất cả đi sống trong theo giống y như là con thú nó sống vậy, không có cái lại gì hơn, không có tâm nào mà là ai mà đi vậy cũng giống y sư hả, như nhau hả, không có ai mà hơn ai đâu. Vậy là mỗi lần đi khắc thực là chỉ nhận đồ ăn, nhưng ta có để tiền vô không? Thì dù 1.000 hay là 2.000, 500.000, 10.000 nói chúng ta bao nhiêu đi thì sao, là tiền rồi mình không nhận. Mình không nhận mà mình cũng không nói với họ là ôi thôi cô đi mua cái này cho tôi chứ cũng là vậy. Thì ta cúng rồi ta kêu đi á, đi ta kêu sư ơi sư. Thì mình đứng ra cái đem cái tiền ra cúng thì mình chỉ báo hiếu thôi. Bắt mình ôm vậy xong rồi cái mình báo hiếu mình che này thôi. Còn không mình làm vậy thôi. Mình đắp tay thôi, báo hiếu thôi. Mình không nói. Còn nó nói tại sao không nhận tiền á sư, thì mình nói ấy thì mình đắc đầu rồi xong. Tức là ít nói lắm. Kẹt lắm thì đặt ví dụ mình kẹt lắm thì nó hỏi nhiều quá thì
mình phải nói, mình nói là sư không có xài tiền, sư chỉ nhận thức ăn thôi, nói vậy, thức ăn chính à. Thì tại vì nó hỏi nhiều quá, tại vì người ta nó có, nó chưa thấu suốt nhiều, thắc mắc nhiều ấy. Tại vì nó gặp mấy vị sư bây giờ đi khắc thực tiền tài nhiều mà tại sao sư này là đi rồi không nhận tiền thì nó kỳ lắm, nó lạ lắm. Do đó ai cũng thấy vậy rồi. Thôi nói chung ra gặp pháp ai nấy biết thôi, chứ còn nói ra thì chạm với người ta. Sư cũng không nói về chạm người. Thế thôi. Còn cái pháp thì, mấy người kia thì người ta tu theo cái kiểu của các vị của họ. Sư thì tu theo cái thời của Đức Phật, là đi khắp thực là ai cho cái gì ăn ấy. Ví dụ như vậy thì chay với mặn sao đây sư? Chay mặn hả? Dạ. Vốn thể là nó không, cũng không có chay mà cũng không có mặn. Chay mặn là cũng do dân tự mình đặt ra thôi chứ phải không? Mà thực phẩm thì làm gì mà có chay có mặn. Thế quý vị nó chay mặn là nó làm sao? Là cái thức ăn mặn á, thức ăn là ăn mặn, tức là ăn thịt, ăn cá này kia đó, ăn chay thì ăn thịt cá cũng... là ăn cá, ăn thịt thì ăn thịt chứ không mới giờ nói là chay, nó mới nói là mặn. Cái này chân lý này nếu mà nói ra thì nếu quý vị ngộ, quý vị không có, quý vị thấy pháp mà quý vị ngộ, quý vị mới được hiểu được cái chân lý của nó, là gọi là cái chân lý của nó gọi là chân đế, cái tục đế, chân đế. Nhưng mà quý vị hiểu chân đế là quý vị hiểu rõ cái nguồn gốc của nó là tự tánh đó, tự gọi là cái sống hồn nhiên đó. Từ hồi xưa kia mình cũng không chấp về chay mặn, nhưng mà quý vị hiểu rõ cái gì cái là do cái chân tự mà đặt ra thôi. Sự chay sự mặn này là theo sư hành pháp là chứ thấy là không chay không mặn đó, là cái vật chất nó đã chết rồi, nó không có linh hồn, không có cái gì cho nó hết á, nó có gì hết á. Nhưng mà ta làm bánh trái rồi ta làm cái này, ta làm cái kia này kia, nó cũng là gọi là vật chất, trong đó nó không có gì hết. Giống như hồi trước kia sư quán, lúc đó sư quán cái thân của sư này, sư quán trong này bữa mình chết đi, mai sau này mình đi về đâu, rồi mình sống như thế này xong rồi mình chết đi rồi mình đi rồi cái linh hồn mình ấy nó có trong này không, nó còn trong này không, rồi cái thân mình chết đi rồi mình sao người ta có hồi thì ta bây giờ này ta đêm này có người này ta đêm thiêu phải không, rồi đêm thiêu nó cái xác nó rồi thành tro rồi sao phải không, rồi cái đó là cái gì, rồi ta đêm chôn rồi nó cũng lâu ngày nó cũng hủy nó mục ra thì nó đâu có gì đâu. Đặc biệt vô những người mà chết oan chết đức này cái nọ rồi sao? Do đó là người bất cứ vật chất chết đi rồi á, nó không có cái trong gì chúng nó hết, là chỉ còn là gọi là vật chất. Thân tứ đại, đất nước rõ lửa là trả đất cho đất nước rõ lửa thôi. Còn cái thức của nó là nó đi tái sanh ngay tức thời đó. Do đó cái vật chất này là đất nước rõ lửa, là chẳng qua mình ăn cũng lại đất nước cho lửa thôi. Nếu mà hiểu con người nó nói là ăn chay á, là mình ăn không có cái sự sắc xanh, có phải vậy không? Nếu mà hiểu rõ thì chân lý của Phật á, nói á, người tu hành á, từ khu là bất trạm thảo. Bất trạm thảo ý là mình không đụng được cái cỏ cái gì hết á, tức là cái mà cái chân lý của nó gọi là mình tâm từ bi á, cái gì cũng có sự sống của nó hết, có phải vậy không? Nhưng mà vậy là ăn chay rồi nhổ cỏ rồi giết cỏ chết cỏ vậy rồi có cái không, có phải không? Vậy là chay mặn nó nằm chỗ nào? Cái gì cũng một cái sự sống sự chết của nó hết đấy. Là với lại chẳng qua thì ví dụ là mình ăn chay á, là cái sự có rau củ quả này cái nó là nó làm cho cơ thể mình nhẹ nhàng dễ hành thiền, rồi tu hành nó không có chất dinh dưỡng cao bao nhiêu. Người ăn chay nó nhẹ nhàng thì mấy người nó nói như vậy, nhưng mà nó nói là ăn chay là nó tốt hơn, thanh đạm hơn, nhẹ nhàng có cơ thể hơn rồi đỡ. Nhưng mà mình ăn chay đỡ phạm về cái sắc xanh của chứ mình nhổ cỏ chết này cũng không phải sắc xanh hay sao,
nhưng mà nó nói có gọi là cái vật chất nó không có sự không có linh hồn, nó không có tâm thức. À, vật chất vô ý thức, vật chất, cái vật chất gọi là vật chất nó không có ý thức, còn cái con vật này nó có cái một cái linh hồn, cái ý thức, nó có thức và nó có tội lỗi. Thật ra này đâu có phải vậy đâu. Chân lý của Phật nói là người tỳ khu á là bắt trộm thạo, nói chung ra cỏ hay là thú vật này kia nó cũng kiến con gì nữa mình cũng không nên chạm.